Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Tại phiên họp, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là quy định rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này, Chính phủ trình hai phương án liên quan tới việc rút bảo hiểm xã hội lần một tại điểm D, khoản 1, điều 70. Các ý kiến đều bày tỏ đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi các quy định về vấn đề này trong dự thảo luật để đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Cá nhân tôi thấy rằng hai phương án mà dự thảo luật đề cập cơ bản hướng đến việc nhằm hạn chế người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần rút một lần. Mỗi phương án đều có những ưu điểm, những nhược điểm nhất định. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hài hòa, lợi ích nhằm đạt được mục tiêu chung của xã hội, tôi đề nghị ban soạn thảo chọn phương án 2 được quy định trong dự thảo luật này. Nhấn mạnh, cả hai phương án chính phủ đưa ra đều có ưu điểm và nhược điểm nhất định. Tuy nhiên, đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang lại lựa chọn phương án 1 vì cho rằng phương án này đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Phương án này đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời giúp cho người lao động hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu và ổn định cuộc sống khi tuổi già. Ngoài ra, người lao động trong thời gian bị mất việc, chưa có việc làm còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, chính sách hỗ trợ về tín dụng nhằm giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. Khẳng định chính sách về rút bảo hiểm một lần là quyền lợi chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tình trạng số người chọn rút bảo hiểm một lần đang gia tăng trong thời gian qua là một thực tế đáng lo ngại. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ nguyên nhân dẫn tới xu hướng gia tăng của tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần để có giải pháp căn cơ. Người rút bảo hiểm xã hội một lần là những người không có tích lũy, không có việc làm ổn định nên khi có vụ việc thì họ phải chọn giải pháp rút một lần để trang trải cuộc sống. Do đó thì tôi đề nghị ban soạn thảo đánh giá và làm rõ nguyên nhân dẫn đến xu hướng gia tăng rút bảo hiểm xã hội một lần để có biện pháp xử lý gốc rễ vấn đề này, đồng thời xem xét điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần thật thận trọng để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Để có thể khắc phục được tình trạng số lượng người nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng lên hàng năm như thời gian gần đây, cần phải phân tích, đánh giá kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân cơ bản của tình trạng này nhằm có giải pháp căn cơ và có chính sách đồng bộ về bảo hiểm xã hội. Vấn đề đây là tại sao một chính sách nhân văn như vậy nhưng lại không được người lao động đồng tình? Đó là vấn đề cần được tiếp tục làm rõ. Nó có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật về mối quan hệ giữa lý luận khoa học pháp lý với tính thực tiễn, về sự phù hợp giữa các quy định của pháp luật với thực tiễn cuộc sống. Một số đại biểu cũng đề nghị dù phương án nào được lựa chọn thì sau khi luật bảo hiểm và xã hội sửa đổi có hiệu lực, chính phủ cần có các nhóm giải pháp đồng bộ để hỗ trợ cho người lao động trong giai đoạn khó khăn trước mắt, đồng thời có lộ trình áp dụng phù hợp để thực hiện phương án bảo hiểm xã hội một lần. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 với 1.100 đại biểu chính thức được triệu tập. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 hướng tới mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trọng tâm là đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, tích cực chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam sẽ có nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức như mở 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và phục vụ đại hội, thiết kế vận hành ứng dụng về đại hội trên thiết bị di động để cung cấp thông tin, tài liệu, trao đổi, tương tác với đại biểu.
Bộ Công Thương mới có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc, theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, và tư vấn nhưng có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân, mức cao nhất hơn 3.600 đồng 1 kWh. Theo Bộ Công Thương, mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới, nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giá giữa bậc đầu và bậc cuối. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Theo đó, cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3, điều 111 Bộ luật Lao động. Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9 dương lịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng của thành phố hầu như đã hết. Một số loại vaccine còn nhưng chỉ đủ dùng trong một vài ngày tới. Trong khi đó, nguồn vaccine bổ sung dự kiến đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2023 mới có trở lại. Trước tình trạng thiếu hụt vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Y tế khẩn trương phân bổ vaccine đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người dân trên địa bàn. Chiều ngày 22 tháng 11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đang cấp cứu cho 17 học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột có biểu hiện bị ngộ độc thức ăn. Cụ thể, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 22 tháng 11 năm 2023, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận 17 học sinh lớp 5B, trường tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột với biểu hiện ngộ độc thức ăn như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn ói, đi ngoài lòng. Ngay sau đó, bệnh viện đã huy động lực lượng y tế tiến hành thăm khám, cấp cứu các em học sinh. Hiện tình hình sức khỏe của các em học sinh đã ổn định và được tiếp tục theo dõi tại khoa cấp cứu của bệnh viện. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và theo báo cáo nhanh của nhà trường thì khả năng nguyên nhân gây ngộ độc là do món trà sữa được bán ở ngoài cổng trường học. Đồng thời yêu cầu trường tiểu học Lý Thường Kiệt báo cáo cụ thể và phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho Phó giáo sư tiến sĩ Anatoly Sokolov, cán bộ khoa học của Viện Đông Phương Học, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga. Việc trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho Phó giáo sư tiến sĩ Anatoly Sokolov là sự ghi nhận của Liên hiệp hội văn học và nghệ thuật nói riêng, cũng như của phía Việt Nam nói chung, đối với những đóng góp và nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong việc nghiên cứu, giới thiệu và quảng bá văn học nghệ thuật Việt Nam đến với công chúng Nga và bạn bè quốc tế, góp phần vào việc xây dựng và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong thời gian dài làm việc không biết mệt mỏi, với tình yêu tha thiết đối với nhân dân và nền văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Sokolov là một trong những nhà Việt Nam học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu dịch thuật. Ông đã biên soạn quyển từ điển Việt-Nga, viết trên 200 bài báo về văn học lịch sử Việt Nam, khảo cứu và biên soạn hàng chục bài báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, ông là người hiệu đính hai tác phẩm Truyện Kiều và Nhật ký Đặng Thùy Trâm, bản dịch ra tiếng Nga. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay giới chức Israel cho biết giao tranh tại giải Gaza và việc phong trào Hồi giáo Hamas thả con tin sẽ không diễn ra trước ngày 24 tháng 11, dù hai bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tạm thời vì lý do nhân đạo. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Zachi Hanebi tối 22 tháng 11 xác nhận việc trả tự do cho các con tin bị Hamas cầm giữ kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7 tháng 10 vừa qua sẽ không diễn ra trước thời điểm trên mà theo đúng thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Ông nêu rõ các cuộc tiếp xúc về việc thả con tin đang được thúc đẩy và duy trì liên tục.
Trước đó, truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức của Hamas cho biết lệnh ngừng bắn có thể được thực thi từ 10 giờ sáng ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương và lực lượng này đã sẵn sàng phóng thích các con tin. Theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas, hai bên sẽ tạm dừng giao tranh trong 4 ngày tại dải Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Trong thời gian ngừng bắn, phía Hamas sẽ trả tự do cho ít nhất 50 trong khoảng 240 con tin mà lực lượng này giam giữ kể từ khi xảy ra xung đột. Trong khi đó, Israel cũng sẽ phóng thích 150 tù nhân người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Thỏa thuận đã được nội các Israel thông qua với đa số phiếu. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 11 nhấn mạnh tình hình kinh tế toàn cầu cũng như tình hình thế giới nói chung hiện nay cần có những giải pháp mang tính tập thể và đồng thuận, phản ánh quan điểm của đại đa số cộng đồng quốc tế, cả của các quốc gia phát triển và đang phát triển. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga ủng hộ việc khôi phục tinh thần hợp tác kinh tế quốc tế cởi mở và cùng có lợi, dựa trên các quy tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc làm việc mang tính tập thể và tôn trọng lẫn nhau. Điều quan trọng là đạt được sự tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu. Cần tăng cường vai trò của các nền kinh tế đang phát triển trong các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đồng thời sử dụng nguồn lực của các tổ chức này vì lợi ích của các nước và khu vực đang phát triển. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để giải quyết những vấn đề cấp bách này trong khuôn khổ G20, cũng như các tổ chức quốc tế khác, bao gồm cả BRICS. Cũng theo Tổng thống Nga, G20 là một cơ cấu quan trọng trong quản trị kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh xảy ra các cuộc đối đầu trên toàn cầu. Tổng thống Nga cũng đồng thời lưu ý rằng các quá trình chuyển đổi cơ bản đang diễn ra trên thế giới, các trung tâm phát triển kinh tế toàn cầu mạnh mẽ mới đang nổi lên và dần được củng cố. Ủy ban Olympic Hy Lạp ngày hôm qua thông báo nhà vô địch Olympic bộ môn chèo thuyền của nước này Stefanos Nuskos sẽ là người đầu tiên cầm đuốc của Thế vận hội Paris 2024 sau lễ thắp sáng ngọn đuốc này tại Olympia Hy Lạp vào năm tới. Ngọn lửa Olympic sẽ được thắp sáng tại Olympia của Hy Lạp, nơi khai sinh ra Thế vận hội cổ đại vào ngày 16 tháng 4 năm 2024 trong một buổi lễ truyền thống với một nữ diễn viên trong vai nữ tư tế đốt ngọn đuốc bằng gương parabol và ánh nắng mặt trời. Nữ tư tế sau đó sẽ truyền ngọn lửa cho Tukos, người đã giành huy chương vàng đua thuyền đơn nam tại Thế vận hội Tokyo năm 2021. Tôi có thể nói rằng Thế vận hội Olympic đã bắt đầu và những người trẻ Hy Lạp chúng tôi vẫn xứng đáng là những người gìn giữ di sản này. Nhưng điều quan trọng hơn đối với chúng tôi là nhiều thông điệp đặc biệt mà ngọn lửa Olympic gửi đến, nhất là trong thời điểm vẫn còn nhiều nơi trên thế giới đang chìm trong chiến sự. Chính sự hòa bình, hợp tác, tinh thần đấu tranh cao đẹp, những lý tưởng của chủ nghĩa Thế vận hội mới có thể khơi dậy ngọn lửa Olympic, ngọn lửa của hy vọng. Sau cuộc chạy tiếp sức kéo dài 11 ngày xuyên lục địa Hy Lạp và 7 hòn đảo của nước này, với sự giúp đỡ của 600 người cầm đuốc, ngọn lửa sẽ được chuyển giao cho Ban Tổ chức Thế vận hội Paris ở Athens vào ngày 26 tháng 4. Ngọn đuốc sẽ khởi hành trên con tàu ba cột buồm Belem đến thành phố cảng Marseille của Pháp, nơi sẽ diễn ra các cuộc thi chèo thuyền trong khuôn khổ Thế vận hội. Thế vận hội Paris sẽ được tổ chức từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Chuyển sang thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay đang có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển xuống nước ta. Ngoài ra, ở vùng biển phía Nam đang có rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này có cường độ yếu và là khối không khí lạnh khô nên không gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ. Nền nhiệt khu vực cũng không có tác động nhiều. Ít nhất trong một tuần tới, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nhẹ, đêm không mưa, chỉ còn lạnh về đêm và sáng, nền nhiệt cũng tăng nhẹ, cao nhất có ngày đạt 30 độ. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các vùng. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18 tới 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 tới 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 20 tới 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận,
nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 tới 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 tới 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 tới 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 23 tới 30 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 tới 20 độ. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp. Tại phiên họp, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, đó là quy định rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp này, Chính phủ trình hai phương án liên quan tới việc rút bảo hiểm xã hội lần một tại điểm D, khoản 1, điều 70. Các ý kiến đều bày tỏ đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi các quy định về vấn đề này trong dự thảo luật để đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Cá nhân tôi thấy rằng hai phương án mà dự thảo luật đề cập cơ bản hướng đến việc nhằm hạn chế người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần rút một lần. Mỗi phương án đều có những ưu điểm, những nhược điểm nhất định. Tuy nhiên, để đảm bảo sự hài hòa, lợi ích nhằm đạt được mục tiêu chung của xã hội, tôi đề nghị ban soạn thảo chọn phương án 2 được quy định trong dự thảo luật này. Nhấn mạnh, cả hai phương án chính phủ đưa ra đều có ưu điểm và nhược điểm nhất định. Tuy nhiên, đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang lại lựa chọn phương án 1 vì cho rằng phương án này đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Phương án này đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời giúp cho người lao động hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu và ổn định cuộc sống khi tuổi già. Ngoài ra, người lao động trong thời gian bị mất việc, chưa có việc, làm còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, chính sách hỗ trợ về tín dụng nhằm giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. Khẳng định chính sách về rút bảo hiểm một lần là quyền lợi chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tình trạng số người chọn rút bảo hiểm một lần đang gia tăng trong thời gian qua là một thực tế đáng lo ngại. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá kỹ nguyên nhân dẫn tới xu hướng gia tăng của tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần để có giải pháp căn cơ. Người rút bảo hiểm xã hội một lần là những người không có tích lũy, không có việc làm ổn định nên khi có vụ việc thì họ phải chọn giải pháp rút một lần để trang trải cuộc sống. Do đó thì tôi đề nghị ban soạn thảo đánh giá và làm rõ nguyên nhân dẫn đến xu hướng gia tăng rút bảo hiểm xã hội một lần để có biện pháp xử lý gốc rễ vấn đề này, đồng thời xem xét điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần thật thận trọng để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Để có thể khắc phục được tình trạng số lượng người nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng lên hàng năm như thời gian gần đây, cần phải phân tích, đánh giá kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân cơ bản của tình trạng này nhằm có giải pháp căn cơ và có chính sách đồng bộ về bảo hiểm xã hội. Vấn đề đây là tại sao một chính sách nhân văn như vậy nhưng lại không được người lao động đồng tình? Đó là vấn đề cần được tiếp tục làm rõ. Nó có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật về mối quan hệ giữa lý luận khoa học pháp lý với tính thực tiễn, về sự phù hợp giữa các quy định của pháp luật với thực tiễn cuộc sống. Một số đại biểu cũng đề nghị, dù phương án nào được lựa chọn, thì sau khi luật bảo hiểm và xã hội sửa đổi có hiệu lực, chính phủ cần có các nhóm giải pháp đồng bộ để hỗ trợ cho người lao động trong giai đoạn khó khăn trước mắt, đồng thời có lộ trình áp dụng phù hợp để thực hiện phương án bảo hiểm xã hội một lần. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 với 1.100 đại biểu chính thức được triệu tập. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và người lao động cả nước. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 hướng tới mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tích cực chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.
đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam sẽ có nhiều điểm mới trong cách thức tổ chức như mở 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và phục vụ đại hội, thiết kế vận hành ứng dụng về đại hội trên thiết bị di động để cung cấp thông tin, tài liệu, trao đổi, tương tác với đại biểu. Bộ Công Thương mới có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc, theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, và tư vấn nhưng có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân, mức cao nhất hơn 3.600 đồng 1 kWh. Theo Bộ Công Thương, mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giá giữa bậc đầu và bậc cuối. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Theo đó, cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3, điều 111 Bộ luật Lao động. Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9 dương lịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng của thành phố hầu như đã hết. Một số loại vaccine còn nhưng chỉ đủ dùng trong một vài ngày tới. Trong khi đó, nguồn vaccine bổ sung dự kiến đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2023 mới có trở lại. Trước tình trạng thiếu hụt vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Y tế khẩn trương phân bổ vaccine đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người dân trên địa bàn. Chiều ngày 22 tháng 11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đang cấp cứu cho 17 học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột có biểu hiện bị ngộ độc thức ăn. Cụ thể, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 22 tháng 11 năm 2023, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận 17 học sinh lớp 5B, trường tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột với biểu hiện ngộ độc thức ăn như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn nói, đi ngoài lòng. Ngay sau đó, bệnh viện đã huy động lực lượng y tế tiến hành thăm khám, cấp cứu các em học sinh. Hiện tình hình sức khỏe của các em học sinh đã ổn định và được tiếp tục theo dõi tại khoa cấp cứu của bệnh viện. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và theo báo cáo nhanh của nhà trường thì khả năng nguyên nhân gây ngộ độc là do món trà sữa được bán ở ngoài cổng trường học. Đồng thời yêu cầu trường tiểu học Lý Thường Kiệt báo cáo cụ thể và phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam vừa tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho Phó giáo sư tiến sĩ Anatoly Sokolov, cán bộ khoa học của Viện Đông Phương Học, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga. Việc trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho Phó giáo sư tiến sĩ Anatoly Sokolov là sự ghi nhận của Liên hiệp hội văn học và nghệ thuật nói riêng, cũng như của phía Việt Nam nói chung, đối với những đóng góp và nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong việc nghiên cứu, giới thiệu và quảng bá văn học nghệ thuật Việt Nam đến với công chúng Nga và bạn bè quốc tế, góp phần vào việc xây dựng và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong thời gian dài làm việc không biết mệt mỏi, với tình yêu tha thiết đối với nhân dân và nền văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Sokolov là một trong những nhà Việt Nam học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu dịch thuật. Ông đã biên soạn quyển từ điển Việt-Nga, viết trên 200 bài báo về văn học lịch sử Việt Nam, khảo cứu và biên soạn hàng chục bài báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, ông là người hiệu đính hai tác phẩm Truyện Kiều và Nhật ký Đặng Thùy Trâm, bản dịch ra tiếng Nga. Tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị, hôm nay giới chức Israel cho biết giao tranh tại giải Gaza và việc phong trào Hồi giáo Hamas thả con tin sẽ không diễn ra trước ngày 24 tháng 11, dù hai bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn tạm thời vì lý do nhân đạo. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Zachi Hanebi tối 22 tháng 11 xác nhận việc trả tự do cho các con tin bị Hamas cầm giữ kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7 tháng 10 vừa qua sẽ không diễn ra trước thời điểm trên mà theo đúng thỏa thuận ban đầu giữa hai bên. Ông nêu rõ các cuộc tiếp xúc về việc thả con tin đang được thúc đẩy và duy trì liên tục. Trước đó, truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức của Hamas cho biết lệnh ngừng bắn có thể được thực thi từ 10 giờ sáng ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương và lực lượng này đã sẵn sàng phóng thích các con tin. Theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas, hai bên sẽ tạm dừng giao tranh trong 4 ngày tại giải Gaza để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Trong thời gian ngừng bắn, phía Hamas sẽ trả tự do cho ít nhất 50 trong khoảng 240 con tin mà lực lượng này giam giữ kể từ khi xảy ra xung đột. Trong khi đó, Israel cũng sẽ phóng thích 150 tù nhân người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Thỏa thuận đã được nội các Israel thông qua với đa số phiếu. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 11 nhấn mạnh tình hình kinh tế toàn cầu cũng như tình hình thế giới nói chung hiện nay cần có những giải pháp mang tính tập thể và đồng thuận, phản ánh quan điểm của đại đa số cộng đồng quốc tế, cả của các quốc gia phát triển và đang phát triển. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga ủng hộ việc khôi phục tinh thần hợp tác kinh tế quốc tế cởi mở và cùng có lợi, dựa trên các quy tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc làm việc mang tính tập thể và tôn trọng lẫn nhau. Điều quan trọng là đạt được sự tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu. Cần tăng cường vai trò của các nền kinh tế đang phát triển trong các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đồng thời sử dụng nguồn lực của các tổ chức này vì lợi ích của các nước và khu vực đang phát triển. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để giải quyết những vấn đề cấp bách này trong khuôn khổ G20, cũng như các tổ chức quốc tế khác, bao gồm cả BRICS. Cũng theo Tổng thống Nga, G20 là một cơ cấu quan trọng trong quản trị kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh xảy ra các cuộc đối đầu trên toàn cầu. Tổng thống Nga cũng đồng thời lưu ý rằng các quá trình chuyển đổi cơ bản đang diễn ra trên thế giới, các trung tâm phát triển kinh tế toàn cầu mạnh mẽ mới đang nổi lên và dần được củng cố. Ủy ban Olympic Hy Lạp ngày hôm qua thông báo nhà vô địch Olympic bộ môn chèo thuyền của nước này Stefanos Nouskos sẽ là người đầu tiên cầm đuốc của Thế vận hội Paris 2024 sau lễ thắp sáng ngọn đuốc này tại Olympia Hy Lạp vào năm tới. Ngọn lửa Olympic sẽ được thắp sáng tại Olympia của Hy Lạp, nơi khai sinh ra Thế vận hội cổ đại vào ngày 16 tháng 4 năm 2024 trong một buổi lễ truyền thống với một nữ diễn viên trong vai nữ tư tế đốt ngọn đuốc bằng gương parabol và ánh nắng mặt trời. Nữ tư tế sau đó sẽ truyền ngọn lửa cho Tukos, người đã giành huy chương vàng đua thuyền đơn nam tại Thế vận hội Tokyo năm 2021. Tôi có thể nói rằng Thế vận hội Olympic đã bắt đầu và những người trẻ Hy Lạp chúng tôi vẫn xứng đáng là những người gìn giữ di sản này. Nhưng điều quan trọng hơn đối với chúng tôi là nhiều thông điệp đặc biệt mà ngọn lửa Olympic gửi đến, nhất là trong thời điểm vẫn còn nhiều nơi trên thế giới đang chìm trong chiến sự. Chính sự hòa bình, hợp tác, tinh thần đấu tranh cao đẹp, những lý tưởng của chủ nghĩa Thế vận hội mới có thể khơi dậy ngọn lửa Olympic, ngọn lửa của hy vọng. Sau cuộc chạy tiếp sức kéo dài 11 ngày xuyên lục địa Hy Lạp và 7 hòn đảo của nước này, với sự giúp đỡ của 600 người cầm đuốc, ngọn lửa sẽ được chuyển giao cho Ban tổ chức Thế vận hội Paris ở Athens vào ngày 26 tháng 4. Ngọn đuốc sẽ khởi hành trên con tàu ba cột buồm Belem đến thành phố cảng Marseille của Pháp, nơi sẽ diễn ra các cuộc thi chèo thuyền trong khuôn khổ Thế vận hội. Thế vận hội Paris sẽ được tổ chức từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Chuyển sang thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay đang có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển xuống nước ta. Ngoài ra, ở vùng biển phía Nam đang có rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này có cường độ yếu và là khối không khí lạnh khô nên không gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ. Nền nhiệt khu vực cũng không có tác động nhiều. Ít nhất trong một tuần tới, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nhẹ, đêm không mưa, chỉ còn lạnh về đêm và sáng, nền nhiệt cũng tăng nhẹ, cao nhất có ngày đạt 30 độ. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các vùng.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 tới 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 tới 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 20 tới 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 tới 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 tới 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 tới 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 23 tới 30 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 tới 20.